Ba mẹ, hôm nay sinh nhật con 18 rồi đó. Gặp anh ở chỗ cũ nha. Rồi, bye bye. Anh có nhớ quyển nhật ký của ba em không? Sáng nay em đã vô tình tìm thấy một trang bị thất lạc trong đó. Có một lời nguyền về em. Mà có chuyện gì xảy ra với em chưa? Chúng ta phải khám phá bí mật này. Tới nè, anh đang dưới nhà nè. Giờ lên nha.
xíu ha.